Đây là ẩm xếp thuốc Fujika hàng công ty. Có model là CK33. Dung tích ấm là 3 lít, công suất là 450W. Sử dụng điện 220V nhé anh chị và các bạn. Ấm thì nó sẽ đi kèm theo cái vòng sứ. Vòng sứ sử dụng như thế nào thì bây giờ mình sẽ nói luôn. Nói chung mình cũng có khá là nhiều video nói về cách sử dụng của cái ấm này rồi, cũng như là cái vòng sứ. Đấy, một cái ấm xếp thuốc Fujika hàng công ty này. Đây là cái nút hoạt động này. Nút bật như thế này là nhanh nhé anh chị và các bạn, còn bật ngược lại slow là chậm. Khi thuốc vào còn một chén thì nó sẽ tự ngắt và chuyển vào cái đèn xanh này. Nghĩa là lúc đấy ấm sẽ xét ra còn một chén là anh chị và các bạn có thể rót ra uống được rồi. Đấy, một cái ấm xếp thuốc Fujika. Ấm này tự ngắt thôi nhé anh chị và các bạn, chứ không có chuông. Vì ấm giá rẻ. Sản phẩm chính hãng được bảo hành trên toàn quốc là 12 tháng và một đổi một. Nếu trong vận chuyển mà bể vỡ thì shop sẽ hỗ trợ anh chị và các bạn là đổi cái khác. Dây điện và vòng sứ cũng như là cái tờ hướng dẫn sử dụng và cái phiếu bảo hành. Vòng sứ để làm gì? Thì nói chung anh chị và các bạn nếu thấy xét còn một chén nó nhiều quá thì chúng ta cho cái vòng sứ này vào bên trong. Đấy, như thế này. Và cho thuốc lên. Để khi xét thuốc thì sẽ còn ít hơn một chén, nghĩa là 8 phân. Cho dễ uống nhé anh chị và các bạn. Bởi vì còn một chén thì nhiều người sẽ thấy còn nhiều quá, nhiều thuốc quá, uống sẽ bị ngán. Thì cho vòng sứ vào, nó có tác dụng là làm cạn thuốc bớt, để cho uống nó dễ. Khi sử dụng thì anh chị và các bạn chọn cho mình chế độ nhanh nhé. Dây điện từ hướng dẫn sử dụng, nhưng mà ở đây mình nói như thế thì anh chị và các bạn cũng dễ hiểu rồi, không cần cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng đâu. Dây điện, dây điện thì cũng 2 chấu thôi. Đấy, rồi